Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Phải nói là 2-3 ngày nay bên Toàn về thêm được rất là nhiều các dòng xe mới các anh chị. Về thêm City RS 2022 nè, rồi về thêm Elantra 1.6 nữa các anh chị ha, đời 2020 nữa, Xpander, rồi Innova, Fortuner, phải nói rất là nhiều xe luôn. Nên nhiều khi là không có thời gian lên video chi tiết từng xe một cho các anh chị nhà mình xem. Thì hôm nay Tuyền sẽ làm một cái video tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ nè, 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền, cũng như những chiếc xe đã bán đi rồi cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn các anh chị ha. Bây giờ mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 7 chỗ của Mitsubishi, phải nói là rất là hot luôn, Xpander các anh chị ha. Cái dòng này thì bên Tuyền về rất là nhiều rồi, và về xe nào là bán cực kỳ nhanh xe đó luôn. Cho nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Xpander số tự động đời 2019 nha, 2019 nhưng mới đi có 29.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 576 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha, mang biển số tỉnh nha, 84 là Trà Vinh nè. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Đợi Tuyền xíu, Tuyền mở cho các anh chị nhà mình xem phần nội thất nè. Có dán phim viền che mưa, anh chủ lên cho mình một bộ ghế da các anh chị ha. Sàn thì sàn simili, trần thì đã được bọc ni lông cho mình rồi. Lên cho mình một cái màn hình Android ha. Camera hành trình trước sau đầy đủ cho mình sử dụng nè các anh chị. 5 vỏ còn là 5 vỏ xin theo xe nha. Vì đây là video tổng hợp nên thì không có đi vào chi tiết xe nhiều, tiền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Tiền thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem cho dễ ha. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp nha. Rồi tiếp theo mình xuống dưới chiếc này các anh chị. Một chiếc xe 5 chỗ phải nói rất là hot nha, Honda City phiên bản RS bản cao cấp nhất đời 2021 nè, đi khoảng 20.000 km rồi, màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 596 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị, nước sơn quanh xe thì khá là liền lạc đồng màu ha. Xe mang biển số 63 là Tiền Giang các anh chị. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên nha. Có dán phim viền che mưa nẹp bước nè, ghế nỉ, ghế da pha nỉ nguyên zin, sàn 5D trần nguyên bản, có màn hình các anh chị ha. Đấy, City thì được các anh chị nhà mình tìm kiếm rất là nhiều ha, và rất là nhiều option luôn, bền bỉ nữa các anh chị. Tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Tiếp theo các anh chị ha, dưới này các anh chị, Hyundai Elantra phiên bản 2.0 số tự động đời 2019 đi mới có 32.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 616 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xanh, màu này rất là đẹp các anh chị. Có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi nè, mang biển số 62 là Long An nha. Xe đã dán phim cho mình rồi, ghế da, ghế lái thì chỉnh điện các anh chị, sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình, có camera hành trình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị nha. Tất cả xe bên Tiền á, thì có bảo hành cho mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị nha. Còn những trường hợp xe đời cao còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Mình đi tiếp nha, dưới này dành cho các anh chị nào mình thích đi số sàn nè, Kia Cerato phiên bản số sàn đời 2018 nha. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 418 triệu các anh chị nhìn sơ giúp Tiền ha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị. Một dòng xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan C nha, cực kỳ rộng rãi và thoải mái các anh chị nha. Xe này thì mình đi 61.000 km các anh chị. Có dán phim viền che mưa nẹp bước nè, ghế da nguyên zin, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, rất là sạch sẽ, có màn hình luôn rồi các anh chị ha. Dòng này thì mình có thể vừa đi gia đình vừa có thể chạy dịch vụ được các anh chị ha. Màu trắng rất là dễ sử dụng nè. Rồi mình đi tiếp nha, dưới này Honda City. Honda City chiếc này là bản top đời 2020 các anh chị, đi mới có 37.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 546 triệu các anh chị nhìn sơ nha. City hôm nay bên Tiền thì có nhiều sự lựa chọn cho các anh chị nha, 2020, 2021, 2022 nè.
Đấy, tiền còn thêm một chiếc bản RS 2022 lướt nhẹ 400 km nữa. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay nha. Có dán phim viền che mưa, chén cửa nè, ghế da nguyên zin, sàn simili trần nguyên bản nè. Anh chủ có lên cho mình một cái màn hình Android rất là xịn sò rồi ha. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất nữa các anh chị. Rồi mình đi tiếp nha. Dưới này Toyota Innova, một chiếc xe 7 chỗ phải nói là quốc dân các anh chị. Chiếc này là phiên bản 2.0G, số tự động đời 2018 nè. Chiếc này thì đi khoảng 86.000 km rồi, mà Tuyền đang bán xe này với giá là 659 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xám các anh chị ha. Mang biển số 83 là Sóc Trăng nè. Xe này thì đợi tiền xíu nha. Tiền mở lóc cửa cho các anh chị nhà mình xem. Rồi đây, có cam lùi, cảm biến lùi các anh chị. Ghế nỉ nguyên zin ha, chất nỉ còn cực kỳ mới luôn. Đi 86.000 km nhưng mà chất nỉ như thế này là phải nói rất là đẹp nha. Sàn thì sàn simili trần đã được bọc trần rồi. Có camera hành trình, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng rồi các anh chị nha. Hôm trước thì về Innova cũng nhiều xe lắm mà Tiền đã bán hết rồi. Hiện tại thì chỉ còn một chiếc này thôi. Các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua giải bên này các anh chị ha. Giải bên này đa số là những chiếc xe 7 chỗ hạng sang các anh chị. Rồi chiếc này, chiếc này là Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu premium bản cao cấp nhất đời 2021 nè. Đi mới có 13.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.466.000.000 các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị nha. Cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi. Xe này thì có camera 360 nữa các anh chị nha. Anh chủ có dán phim, có nẹp bước nè. Ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện nè. Xe thì xe 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh, có màn hình các anh chị nha. Ở đời 2021 thì Santa Fe không còn là cần số tay như ngày trước nữa, nhưng mà thay vào đó là những nút bấm chuyển số rất hiện đại và rất là sang trọng các anh chị nha. Rồi tiếp theo, trời cũng khá nắng nên thì sẽ đi nhanh một tí xíu nha. Nếu mà các anh chị có quan tâm chi tiết tới những chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Tiền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi Ford Everest phiên bản Titanium máy dầu số tự động 2 cầu đời 2020 nha, đi 19.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 1.298.000.000 các anh chị nha. Cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi nè. Màu này màu vàng ghi rất là đẹp ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2023, mới vừa đăng kiểm xong ha. Vô tư xài các anh chị. Có dán phim bệ bước nè. Ghế da nguyên zin, ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện nha. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị. Everest thì phải nói là cực kỳ nhiều option nha. Các anh chị nào mà ở khu vực như là ở Bình Phước, Lâm Đồng thì lấy ngay chiếc hai cầu này đi cho nó sướng nha. Rồi dưới này các anh chị, sẵn đi Everest, mình đi Everest luôn nha. Chiếc này là bản Titanium máy dầu số tự động 1 cầu đời 2019 các anh chị nha. Chiếc này thì đi khoảng lanh hoanh 30.000 rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.139.000.000 các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, mang biển số Sài Gòn nha. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nè. Có dán phim viền che mưa, bệ bước các anh chị nha. Ghế da nguyên zin, ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, rất là sạch sẽ các anh chị. Có màn hình cho mình luôn ha. Các anh chị nào mà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ gầm cao mà màu phong thủy màu đỏ nữa thì phải lấy ngay chiếc này nha. Tiếp tục một chiếc xe 7 chỗ màu đỏ nữa nè các anh chị, Hyundai Santa Fe nha. Máy dầu bản premium bản cao cấp nhất đời 2021, nhưng mà đi 30.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này bằng giá với chiếc xe màu trắng là 1.466.000.000 các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị ha. Về option thì tương tự như chiếc xe màu trắng kia nha. Chỉ có anh chủ thì trang bị nhiều hơn tí xíu, là có dán phim, có viền che mưa, rồi bệ bước, nẹp bước cho mình nè. Và đặc biệt là lên cho mình một bộ mâm mới các anh chị ha, rất là xịn sò luôn, nhìn rất là sang ha. Còn xe kia thì nguyên zin toàn bộ. Rồi bây giờ phía trước thì chỉ trưng bày một số xe như thế này thôi. Bây giờ mình đi tiếp ra phía sau,
kho để xem còn những xe nào nữa nha. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay nha. Rồi mình đi từ giải bên đây trước các anh chị ha. Do kho của bên Tuyền hôm nay về thêm nhiều xe nên đậu bít kho rồi nên Tuyền đậu đỡ bên này. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha. Chiếc này là Toyota Vios các anh chị, phiên bản G số tự động đời 2019 nha. Đi khoảng 20 mấy ngàn các anh chị, khoảng 25 ngàn nha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 518 triệu các anh chị nha. Đấy, các anh chị xem đỡ giúp Tiền, còn quan tâm chi tiết hơn về chiếc xe này thì liên hệ Tiền nè. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 5 đến 6 lít thôi các anh chị. Ghế da nha, sàn simili trần đã được bọc trần rồi, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng rồi các anh chị. Vios thì bản G thì các anh chị nhà mình cũng đã biết nhiều rồi đúng không ạ? Rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rồi tiếp theo một chiếc xe bên Tiền mới về tí xíu nữa, nếu mà có thời gian thì sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này cho các anh chị nhà mình xem nha. Cực kỳ đẹp các anh chị, Mazda 3 phiên bản hatchback nha, 1.5 số tự động đời 2020, mới đi khoảng 22.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 719 triệu các anh chị nha. Màu đỏ pha lê phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Tiền rất là thích cái màu đỏ của Mazda các anh chị. Và cái dòng này ở đời 2020 này hả, cực kỳ nhiều option nha. Tí xíu nữa Tiền sẽ quay một cái video chi tiết. Rồi nếu mà các anh chị có quan tâm tới chiếc xe này thì nhớ là ở lại bên kênh của Tiền để đón xem nha. Đẹp lắm các anh chị, nhanh tay sở hữu chiếc này nha, vì dự kiến xe này sẽ bán rất là nhanh luôn. Rồi tiếp theo một chiếc xe 7 chỗ máy dầu nhưng mà giá mềm nè, Honda Santa Fe nha, máy dầu số tự động đời 2011 chứ anh chị, đi mới có 95.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 596 triệu các anh chị ha. Các anh chị nào mà bữa giờ đang còn tìm mà Santa Fe mà đời sâu sâu như thế này thì hôm nay thấy được cái video này thì nhớ gọi lại cho Tiền nha, biển Sài Gòn các anh chị. Đấy, hôm trước các anh chị nhà mình tìm nhiều lắm nè mà Tiền không có xe, hôm nay Tiền về được chiếc này. Các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay sở hữu nha. Rồi bên đây các anh chị ha, xe này của mấy anh bên Tiền đi không có bán nha, chiếc này Ranger phiên bản XL số sàn 2 cầu đời 2021 nè, đi khoảng 32.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 629 triệu các anh chị nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị, có dán phim viền che mưa bệ bước nè. Anh chủ lên cho mình màn hình rồi các anh chị ha, camera hành trình nè. Ghế thì anh chủ lên cho mình bộ ghế da luôn, sàn simili trần thì đã được bọc ni lông cho mình rồi các anh chị ha, thùng thì rất mới luôn. Tiền có quay video chi tiết chiếc xe này riêng rồi á, các anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ Tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kho bên kia nha, các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video với Tiền nha. Rồi mình đi tiếp các anh chị nha. Chiếc này một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan D nha, nhưng mà giá rất là mềm nè các anh chị. Mazda 6 phiên bản 2.0 số tự động đời 2016 nha. Đi cũng khoảng chiếc này là đi khoảng 78.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 588 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Mazda 6 thì phải nói là rất là nhiều option theo xe các anh chị ha. Có cảm biến trước, cảm biến sau nè, rửa đèn pha, cam lùi, cảm biến lùi các anh chị. Ghế thì ghế da nguyên zin, ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện nè. Sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình, có nẹp bước chân ra vào đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị ha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền nha. Rồi tiếp theo, bây giờ là 12 giờ trưa rồi đó các anh chị nên là Tiền sẽ đi nhanh nhanh một tí xíu nha. Rồi chiếc này bên Tiền mới về nè, Honda City phiên bản RS số tự động bản cao cấp nhất đời 2022, mới đi có 400 km thôi, chưa tới 1.000 km nữa, như một chiếc xe trong hãng ra các anh chị nha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 629 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị, mang biển số 61 là Bình Dương nè, năm vỏ zin heo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất các anh chị nha. Ghế da pha nỉ nguyên zin, anh chủ lên cho mình một cái sàn 5D trần nguyên bản, có màn hình các anh chị. Đấy, xe này còn mới lắm các anh chị, mở cái cánh cửa ra thì mình nghe mùi mới luôn các anh chị, nghe mùi mới luôn. Đây, nếu mà các anh chị nào mà đang cần tiền của dòng này, có xe đi ngay, tiết kiệm vài chục triệu thì phải lấy ngay chiếc này nha. Rồi, tiếp theo, Hyundai Accent nha, phiên bản 1.4 số tự động, bản đặc biệt, có cửa sổ trời các anh chị nha. Đi mới có 11.000 km thôi, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 539 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị, biển số cũng khá đẹp ha.
42442 các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới năm 2024 nữa, vô tư xài các anh chị. Có dán phim nè, nẹp bước chân ra vào nha, ghế da nguyên zin, sàn 5D, trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị nha. Rồi nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Tiếp theo nha, chiếc này bên Tiền cũng mới về luôn. Hôm nay bên Tiền phải nói là về thêm nhiều xe lắm các anh chị. Rồi, chiếc này là Honda Elantra nha, phiên bản 1.6 số tự động đời 2020, đi 48.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 589 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha. Có camera 360 nè. Đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2023, có dán phim cho mình rồi nha. Ghế thì ghế da trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị, sàn 5D, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị nhé. Rồi, ok nhé. Bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới này các anh chị. Dưới này là những chiếc xe bán tải ha. Rồi, đi chiếc này trước nha. Toyota Hilux các anh chị, phiên bản E số tự động đời 2021 nha, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè, mới đi có 12.000 km thôi các anh chị. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 778 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu cam biển Sài Gòn các anh chị nha. Những cái thanh này là anh chủ nhà mình lắp thêm nè các anh chị, lắp thêm ha. Có dán phim viền che mưa, chén cửa bể bước nè. Ghế thì ghế da, sàn simili, trần 5D, có màn hình rồi. Những cái keo, những cái ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ hết nè các anh chị. Xe này thì thấy mua về là mình sử dụng ngay thôi, không cần phải trang bị thêm gì nữa hết đó các anh chị. Dòng này thì hiện tại xe mới là không có hàng các anh chị, và khoảng quý 1 của năm sau thì mới có hàng. Nên nếu mà các anh chị nào mà ưng cái dòng này rồi thì nhanh tay sở hữu nha. Tiếp theo các anh chị ha, hôm nay bên Tiền về bán tải nhiều lắm các anh chị. Chiếc này là bán tải Ford Ranger Wildtrak phiên bản 2.0 biturbo đời 2 cầu nha, đời 2019. Và Tiền đang bán xe này với giá là 858 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 năm 2022 các anh chị nha. Anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng thấp rồi, và nắp cuộn ha, điều chỉnh bằng điện các anh chị nha. Có dán phim viền che mưa bể bước nè. Ghế thì ghế da nha, có màn hình rồi, sàn 5D trần nguyên bản các anh chị. Rồi, ok nha. Mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị nha. Quay trắc này Tiền còn thêm một chiếc một cầu nữa. Các anh chị nhớ ở lại đây xem hết video với Tiền nha. Xpander bên đây Tiền nhận cọc rồi nè. Rồi chiếc này nha, Ford Everest phiên bản Ambient, máy dầu số tự động một cầu đời 2019 nha, đi 47.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 956 triệu các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị ha. Màu này thì rất là sang luôn, mạnh mẽ ha. Những cái trang bị cơ bản thì anh chủ đã trang bị cho mình rồi ha. Ghế thì ghế da, có màn hình rồi các anh chị, sàn simili trần nguyên bản ha. Đấy, còn những cái trang bị cơ bản như là dán phim viền che mưa bể bước thì đã có đầy đủ cho mình sử dụng rồi các anh chị ha. Rồi, tiếp theo. Vì đây là video về xe cũ và video tổng hợp nữa nên Tiền không có đi vào chi tiết xe nhiều, Tiền cũng không có đi vào những cái tính năng theo xe. Nếu mà các anh chị có quan tâm mà không biết chiếc xe này có những tính năng gì vượt trội á thì mình tìm hiểu thêm thông số ở phần thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tiền ha. Rồi, chiếc này Toyota Rút Tiền nhận cọc rồi. Hôm trước nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tiền thì biết là Rút bên Tiền có mấy xe luôn. Và hiện tại Tiền nhận cọc hết rồi các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mà đang cần tiền với dòng này nè thì để lại số điện thoại bên dưới cho Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền sẽ báo cho các anh chị là người đầu tiên có được thông tin nha. Rồi, tiếp theo một chiếc xe bán tải cũng cực kỳ lướt nữa nè các anh chị ha. Ford Ranger phiên bản XLS số tự động một cầu đời 2021 nha, đi 13.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 720 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị ha. Farm này farm mới các anh chị, rất là đẹp luôn. Bán tải thường đi rất là nhiều nhưng mà xe này thì rất là lướt các anh chị nha. Ưng thì chốt sớm nè. Mấy chiếc xe như thế này thì bên Tiền bán nhanh lắm các anh chị. Cái phần thùng là hầu như là chưa sử dụng tới luôn, không có vết trầy xước nào hết các anh chị. Rồi mình đi qua giải bên này luôn ha. Chắc đi lên trên này đi xuống các anh chị hơi khó đi tí xíu nè. Rồi qua đây nha.
Tiền nhắc lại nha, tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hãng, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi mình đi từ dưới đây mình đi lên ha. Một chiếc xe 7 chỗ nằm trong phân khúc MPV cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn. Kia Sedona, máy xăng bản Latinum, bản cao cấp nhất đời 2019 nè. Chiếc này thì bên Tiền đang bán với giá là 1.046.000 nha. Xe thì mới đi có 20.000 km thôi các anh chị. Được sở hữu nước sơn là màu trắng ha, mang biển số 83 là Sóc Trăng nè. Dòng này thì khỏi phải bàn về option rồi. Hai bên là cửa lùa điện các anh chị ha. Cốp thì cốp điện nè. Cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi. Anh chủ lên camera hành trình cho mình rồi, có màn hình rồi các anh chị nha. Ghế thì ghế da nguyên zin. Rộng lắm, dòng này thì cực kỳ rộng luôn. Sàn 5D, trần 5D, có cửa sổ trời, hai khung. Đấy, rồi đi tiếp nha. Trên đây một dòng xe mà cực kỳ hot các anh chị nha. Ở nhà mình tìm kiếm rất là nhiều nè. Toyota Fortuner nha, máy dầu số sàn đời 2018 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha, đi 53.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 929 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị, mang biển số Sài Gòn ha. Có dán phim viền che mưa chén cửa bể bước nè. Ghế thì ghế da tông màu nâu các anh chị, sàn thì sàn simili, trần đã được bọc trần rồi, có màn hình, có camera hành trình đầy đủ cho mình sử dụng rồi các anh chị ha. Xe này phải nói là cực kỳ đẹp nha. Rồi tiếp theo, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao của Mitsubishi dành cho các anh chị nào mà thích đi máy xăng số tự động nè. Pajero Sport máy xăng số tự động đời 2016 nè, đi 80.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 569 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen các anh chị ha, có dán phim viền che mưa chén cửa bể bước nè. Ghế thì ghế da nguyên zin ha, ghế lái chỉnh điện, sàn simili, trần thì trần đã được bọc ni lông cho mình rồi, lên cho mình một cái màn hình OLED rất là xịn sò, có camera hành trình luôn. Và đặc biệt là xe này anh chủ mới vừa lên cho mình 4 cái vỏ mới, nên khi mua về mình đi ngay không cần trang bị thêm gì nữa hết á các anh chị. Rồi tiếp theo nha, trên này đi chiếc nào trước đây? Chiếc Entra này Tiền nhận cọc rồi nha. Bên đây Mazda 6 phiên bản 2.0 số tự động đời 2016, nhưng mới đi có 50.000 km thôi. Anh chủ giữ xe khá là kỹ nha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 596 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Mazda 6 thì hiện tại bên Tiền có hai sự lựa chọn dành cho các anh chị nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc ha, được anh chủ mình lên cái mặt ga lăng, nhìn rất là sang các anh chị nha. Ghế thì ghế da nguyên zin nè, ghế lái chỉnh điện, có nhớ ghế hai vị trí, có màn hình ha. Đó, đầy đủ cho mình sử dụng rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngang qua dãy bên này luôn các anh chị nha. Rồi mình đi chiếc này luôn. Chiếc kia Mitsubishi Mirai thì nhận cọc rồi, thì không nhắc nữa nha. Chiếc này các anh chị C300 AMG nha, đời 2020, mới lướt nhẹ 10.000 thôi. Bên Tiền đang bán chiếc này với giá là 1.738 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Thường thường những chiếc xe hạng sang như thế này bên Tiền rất là ít khi về các anh chị, thỉnh thoảng mới về được một vài xe thôi, không có chuyên. Nên là nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền để sở hữu ngay nha. Thật sự Tiền cũng không có rành nhiều về những cái tính năng theo xe của chiếc xe này nữa. Nếu mà các anh chị nào mà đã sử dụng cái dòng này rồi thì cho Tiền xin một cái comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới nha. Tiếp theo các anh chị, dưới này nha. Chiếc này Raptor 2019 màu xanh rất là đẹp luôn, đi 46.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.266 triệu các anh chị nhìn sơ nha. 1.266 triệu các anh chị, biển Sài Gòn rất là đẹp nha. 93988 các anh chị, có cam 360 nè. Dòng này thì anh chị nào mà đã từng sử dụng rồi thì biết rất là nhiều những tính năng ha. Anh chủ lên cho mình mâm lớp độ nè các anh chị, ghế da ha. Ghế lái thì chỉnh điện, có màn hình đâu rồi, đầy đủ cho mình sử dụng nha. Rồi tiếp theo dưới này các anh chị nha.
Mấy hôm nay chiều ngày nào cũng mưa hết các anh chị, nên là nhiều khi không có thời gian lên video cho các anh chị á. Chứ thật ra xe bên Tiền thì về nhiều lắm. Nên nếu mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào thì liên hệ Tiền, thì sẽ tư vấn cho các anh chị để mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi chiếc này Tiền nhận cọc rồi, Tiền không có nhắc nữa nha. Bên đây Kona nhận cọc nè, chiếc này City City RS 2021 màu đen, hôm trước Tiền có quay lên cho mọi người á thì cũng nhận cọc rồi nha. Tiền không có nhắc trong video ngày hôm nay nữa nha. Chiếc này một chiếc xe bán tải giá mềm lanh hoanh 500 triệu các anh chị nha. Isuzu D-Max nè, số sang một cầu đời 2017, đi cũng khoảng 76.000 km rồi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 496 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha. Mang biển số 79 ha, biển tỉnh nè. Anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng cao rồi các anh chị nha. Ghế thì ghế da, ghế lái chỉnh điện nè. Có sàn simili rồi ha, có camera hành trình, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng nha. Rồi, tiếp theo một chiếc xe bán tải một cầu nè các anh chị, nãy thì có nhắc nè. Forerunner Wildtrak, số tự động một cầu đời 2019 nha, đi 39.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 799 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Tất cả xe ở đây Tiền báo thì đều có bớt cho các anh chị tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Đấy, nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào thì nhớ liên hệ Tiền nè. Xe này thì được anh chủ lên cho mình một cái nắp thùng thấp của Caribou rất là xịn sò rồi ha. Có lên cho mình bốn cái vỏ của BF Woodridge các anh chị. Wildtrak thì khỏi phải bàn về option rồi, cực kỳ nhiều các anh chị. Chiếc này chiếc rút màu bạc thì cũng nhận cọc rồi ha, đang rút hồ sơ sang tên cho khách nè. Sorento i10 thì cũng đã nhận cọc hết rồi ha. Trời cũng chuẩn bị chuyển mưa tiếp rồi các anh chị. Rồi thì vừa rồi thì cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ 7 chỗ bán tải hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc nào ở đây á thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của Tiền thì nằm gần ngã tư Bình Phước các anh chị, nên khi đi xem xe thì liên hệ Tiền thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích một trong những chiếc xe nào đó ở đây nè mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì liên hệ Tiền, Tiền gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe hoặc là hình ảnh chi tiết xe nè, để các anh chị nhà mình xem cho kỹ hơn. Nếu được thì anh chị em mình sẽ chốt giá nha. Chuyển khoản đặt cọc cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Nếu mà lên mà đi xem xe đi test hãng nè, có đâm đụng, có ngập nước, động cơ hộp số có đại tu thì bên Tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí test hãng đó cho các anh chị, nên các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn nếu mà được nữa thì bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn, hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều các dòng xe khác các anh chị, nên nếu như mà nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới nè thì bán lại cho bên Tiền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe hay như thế nào đó thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video khá là dài của Tiền ngày hôm nay nha, và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã luôn tin tưởng nè và ủng hộ kênh Tiền Ô Tô Cũ Sài Gòn trong thời gian vừa qua. Nhớ là đừng quên cho Tiền xin một like nha, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Nhớ là ấn vào đăng ký kênh của Tiền nè, biểu tượng chuông thông báo ở bên dưới nữa, để khi mà có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.